6 người ở thành phố Vaughan, Ontario bị tiêm nhầm nước muối thay vì vaccine COVID-19. Thưa quý vị, khi mà tin tức này được lan truyền trên mạng xã hội thì nhiều người hoài nghi về tính xác thực của nó. Họ nói rằng Canada một cùng có sự việc này xảy ra hay sao? Mới đây, hệ thống bệnh viện Mackenzie Health Toronto đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi các viên chức y tế của họ đã vô tình tiêm nước muối cho 6 người thay vì tiêm vaccine COVID-19 vào cuối tháng 3 vừa qua. Trong một thông báo, McKenzie Health cho biết sự việc xảy ra vào ngày 28 tháng 3 tại điểm tiêm vaccine của họ là Bệnh viện Cotelucey Vaughan và nói rằng dù việc tiêm nhầm nước muối không gây ra bất kỳ tác hại nào, nhưng chuyện này đáng lẽ đã không thể xảy ra. Nước muối được dùng để pha loạn vaccine COVID-19 trước khi tiêm. Magazine Health đã cho biết thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021, các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ của chúng tôi cho phép chúng tôi xác định vấn đề này một cách kịp thời và liên hệ với các cá nhân bị ảnh hưởng để thông báo vấn đề, đề nghị hỗ trợ và yêu cầu họ xét nghiệm kháng thể để xác định những người cần được tiêm lại vaccine. Họ đã xin lỗi về sơ sức này và về sự bất chất và nỗi lo ngại về tình huống này đã gây ra. Chúng tôi đã ra soát trọn vẹn các quy trình của mình và đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung để ngăn cho việc này không tái diễn. Đây không phải là trường hợp đầu tiên một viên chức y tế vô tình tiêm nước muối thay vì vaccine. Trước đó, một cửa hàng Walgreens ở North Carolina, Mỹ đã tiêm nhầm nước muối cho nhiều người. Để phù hợp với hướng dẫn tiêm vaccine của tỉnh bang, thì tất cả cuộc hẹn tiêm liều thứ nhì Trước đó đã được xếp lịch lại để tuân thủ mất thời gian đúng với khoảng cách giữa hai liều. Vùng York loan báo ngày 19 tháng 4 rằng các y tế công cộng vùng này sẽ mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả các cư dân vùng York từ 60 tuổi trở lên và những người ở 35 tuổi trở lên trong 5 khu vực điểm nóng ưu tiên cao. Nhiều điểm tiêm vaccine ở vùng đại đô thị Toronto đã buộc phải đóng cửa trong những tuần gần đây do thiếu vaccine.